Thưa quý vị, viêm da hay các bệnh lý về da là những căn bệnh da liễu đang ngày càng phổ biến ở nước ta hiện nay. Tuy bệnh ít nguy hiểm đến tính mạng nhưng thường dai dẳng, gây khó chịu cho người bệnh, thậm chí rất khó điều trị và để lại những biến chứng khó lường. Vậy làm thế nào để nhận biết và đâu là phương pháp hỗ trợ điều trị hiệu quả các bệnh lý này? Mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình Góc nhìn người tiêu dùng ngày hôm nay. Hiện nay, khi điều trị bệnh lý về da, bên cạnh thăm khám bác sĩ, điều trị theo phác đồ, người bệnh cần điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt thể dục thể thao lành mạnh, tránh để rơi vào trạng thái căng thẳng, bệnh sẽ dễ tái phát hơn. Người bệnh nên kết hợp sử dụng thêm sản phẩm hỗ trợ điều trị, làm giảm các triệu chứng mẩn ngứa, ban đỏ, các loại nấm da, viêm da có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên. Da là cơ quan mà lớn nhất trong cơ thể chúng ta. Đây là tuyến phòng tuyến đầu tiên ý, để mà giúp chúng ta chống được những các cái vi khuẩn, những các cái chấn thương, nhưng còn qua đó nó cũng đánh giá được cái sức khỏe tổng thể của mình khi mà da của chúng ta hồng hào và mịn màng đó. Tuy nhiên là ở Việt Nam chúng ta thì cái tỷ lệ mà các cái bệnh về da liễu nó cũng khá cao. Về mặt nguyên nhân mà nói thì có rất là nhiều, có thể là nguyên nhân từ bên trong của chúng ta, cũng có thể là nguyên nhân ở môi trường đã tạo cho chúng ta có cái da bị viêm nhiễm như vậy. Khi mà có những triệu chứng như thế thì cần làm gì? Chúng ta phải đến các cái trung tâm y tế để chúng ta khám. Qua đó thì sẽ có những các cái chẩn đoán cụ thể và có những cái hướng dẫn về sử dụng thuốc cũng như là chế độ dinh dưỡng. Bên cạnh đó thì có thể kết hợp với những các cái sản phẩm mà rất lành tính từ thảo dược mà sử dụng tại nhà. Trên thị trường hiện nay thì có thể nói là có nhiều cái sản phẩm mà được quảng bá rằng là chúng bôi kem bôi ở ngoài da có hiệu quả. Thì một trong những các cái sản phẩm đó thì tôi biết đến cái sản phẩm gọi là thuần mộc. Dựa trên cái bản công bố về thành phần của thì tôi thấy là có 100% là các cái thảo dược, ví dụ như là hoàng bá này, kim ngân này, rồi trầu không này, thảo quyết minh, thì những các cái thảo dược đó có cái công dụng tức là kháng, tức là gọi là thanh nhiệt giải độc theo y học cổ truyền, hay nói khác đi tức là có tính kháng sinh để chống lại những các cái vi khuẩn mà làm bội nhiễm đối với cả bệnh lý ngoài da. Hay là cái thành phần ví dụ như ké đầu ngựa này, rồi thì đại phù bình này, có nghĩa tức là giải quyết, hỗ trợ cái giải quyết cái việc là ngứa ngáy, khó chịu và nó hạn chế, nó làm giảm bớt những các cái triệu chứng viêm đi. Như vậy ấy, thì bằng đấy những các cái thảo dược mà tôi vừa mới trình bày ấy, thì nó có một cái công dụng tức là chống viêm này, giảm ngứa này, tái tạo này, tăng cái sức đề kháng của da lên và rất là phù hợp đối với những các cái bệnh nhân mà có cái biểu hiện là viêm da. Hiểu được vai trò quan trọng của việc nên sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên trong hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan tới các bệnh da liễu, sau nhiều năm nghiên cứu và cải tiến phát triển, Công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương đã bào chế thành công sản phẩm kem bôi da thuần mộc với công thức nghiên cứu từ các vi thảo mộc tự nhiên trong đông y kết hợp với quy trình sản xuất trên dây chuyền hiện đại tại nhà máy đạt chuẩn GMP. Kem bôi da thuần mộc đã đáp ứng được các yếu tố làm nên một sản phẩm chất lượng như an toàn, lành tính, hiệu quả rõ rệt, đặc biệt tỷ lệ dược liệu cao.